Xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã đến với Laptop Đất Việt. Nếu như mình bảo là đây mới là thời điểm cực kỳ tuyệt vời để cho các bạn sinh viên mua laptop thì anh em có tin không? Nhiều bạn sẽ bảo là không phải đúng không? Bởi vì là đầu năm thì mới được nhiều sale. Nhưng không, đây mới là thời điểm thích hợp này, bởi vì mình thường thấy là cái khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta săn được nhiều sale nhất. Bởi vì là nó có dịp ví dụ như Halloween này, chúng ta có Tết Dương Lịch này, sắp tới nhá, tầm mấy chục ngày nữa là chúng ta sẽ có Tết Dương Lịch. Rồi thì còn rất nhiều những cái dịp khác để có thể mua laptop và có một cái mức giá hợp lý nhất. Và đúng là như vậy. Ngoài ra thì còn một cái lý do nữa, nó chính là cái việc mà ở kỳ 1 ý, đặc biệt là những bạn năm nhất sẽ thường là học những môn đại cương và chúng ta sẽ chưa cần phải sử dụng máy tính nhiều. Nhưng mà đến sang đầu kỳ 2 thì anh em mới bắt đầu phải là tự đăng ký tín chỉ này, rồi thì biết đâu là học chuyên ngành thì lúc đấy lại phải thuyết trình nhiều. Thì đây mới là thời điểm mà cực kỳ thích hợp để cho anh em tân sinh viên mua máy tính. Và nhân tiện như thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em tân sinh viên và nói chung là sinh viên đi, top 3 chiếc laptop Lenovo mà mình cảm thấy rất ok đối với sinh viên và đặc biệt nó rất hợp ví luôn. Ok, bắt đầu nhá. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em, nó cũng như là một cái sản phẩm quá quen thuộc rồi. Mình đã nói cái sản phẩm này rất nhiều rồi, đây không phải là lần đầu tiên nữa. Em nói thì là Lenovo IdeaPad 3, đang có mức giá loanh quanh tầm 14 đến 15 triệu đồng. Tùy nơi nhá, có nơi thì loanh quanh hơn 13 triệu đồng một tí thôi. Thì Lenovo IdeaPad 3 là rất là thoải mái, nó chỉ nặng tầm khoảng độ 1,65kg mà thôi. Đối với bản thân mình thì 1,65kg nó không phải là một cái cân nặng quá là khủng bố, hay là nó không đến mức như những chiếc laptop gaming. Nhưng mà 1,65kg thì nó cũng là một cái mức chấp nhận được rồi. Và cái vỏ của em này thì được làm bằng là nhựa ABS cao cấp phủ bên ngoài nhá. Cái việc này thì nó hạn chế được dấu vân tay khá là tốt. Ngoài ra thì nó cũng được tăng cường lên cái sự bền bỉ cho máy. Màn hình của em nó là 15.6 inch rất là to với độ phân giải là Full HD này. Và nó có khả năng chống chói tốt ở môi trường có ánh sáng mạnh, giúp các bạn sinh viên yên tâm có thể sử dụng lâu dài. Máy thì được trang bị cấu hình là Intel Core i5-1155G7, 4x8 luồng, 8MB bộ nhớ đệm, kèm mức rung nhịp là 2.5GHz cho tới tối đa là 4.5GHz. RAM thì chúng ta được trang bị nhẹ nhàng là 16GB, rất thoải mái đúng không? Đặc biệt là RAM này thì là DDR4. Thì thực ra thì DDR4 bây giờ nó vẫn thoải mái thôi, anh em đa nhiệm vẫn ok, chẳng có gì để mà chê cả. Ổ cứng thì chúng ta sẽ có SSD là 512GB cho bạn sinh viên muốn học tập lưu trữ một cách thoải mái. Còn nếu mà muốn thì anh em có thể chơi game, nhưng mà đặc biệt là chơi một số game eSports nhẹ nhàng thôi. Chứ còn chiếc máy này để mà đem đi cày ải một số game nặng thì mình khuyến khích là không nhá. Và nhờ là bởi vì nó là một chiếc máy IdeaPad, mà dòng IdeaPad thì anh em biết rồi đấy, nó thiên về người dùng văn phòng nhiều hơn là anh em có thể chơi game. Thế nên là anh em sử dụng một cách chill chill và nhẹ nhàng thôi. Kể cả anh em mà làm những cái công việc đồ họa ấy, đồ họa nhẹ trên máy này thì vẫn được. Nhưng mà làm đồ họa nặng thì mình vẫn khuyến khích là không nhá. Nên sở hữu một chiếc laptop gaming hoặc là một chiếc máy chạm chuyên về thiết kế thì nó sẽ hợp lý hơn. Và đó là IdeaPad 3, sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Đến với sản phẩm thứ hai thì nó sẽ là một dòng máy tính có vẻ là mềm mại hơn và khá đặc biệt đấy. Tên của em nó thì là Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Hiện tại đang có mức giá loanh quanh tầm 18 cho đến 20 triệu đồng. Lenovo Yoga Slim 7 Pro sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những cái khung hình tuyệt mỹ nhất, hoàn hảo nhất với màn hình là 14 inch. Đây không phải là màn hình bình thường giống như nhiều sản phẩm khác. Trái lại là màn hình sử dụng công nghệ OLED với độ phân giải cực cao lên tới là 2.8K. Thế nên là cái khả năng hiển thị của nó sẽ rõ ràng hơn ở mọi chi tiết. Hơn nữa, tần số quét đã được nâng cấp lên đến là 90Hz cùng với độ sáng cực đại là 400 nit, nên màn hình luôn sáng rõ trong bất kỳ môi trường sử dụng nào, kể cả anh em mang ra quán cà phê này, rồi thích chúng ta không đến trường học thì chúng ta ra công viên ngồi học cũng được. Rồi thì bất kỳ đâu luôn, với 400 nit thì mình nghĩ là kể cả ánh sáng ngoài trời nó gắt đến mức như nào thì anh em vẫn có một cái chế độ hiển thị nó cực kỳ tuyệt vời. Còn cấu hình của em này thì cũng mạnh mẽ không kém khi mà được trang bị là Core i5 11320H gồm 3.2GHz và rung nhịp tối đa lên tới là 4.5GHz, 4x8 luồng và 8MB bộ nhớ đệm. RAM thì vẫn là 16GB DDR4, nhưng em này có độ boost tốt hơn với em bên trên là 4266, so với cái em bên trên thì nó loanh quanh tầm 3200MHz thôi. Và ổ cứng của em này thì sẽ là 512GB, giống với em mà mình vừa giới thiệu, em IdeaPad 3 ấy. Và cái dòng này thì có một ưu điểm đấy là nó cực kỳ mỏng nhẹ, và đặc biệt nhá là các chị em phụ nữ mà sử dụng cái chiếc laptop này thì nó rất phù hợp luôn. Bởi vì thứ nhất là nó mỏng nhẹ, thứ hai
là nó đem lại những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Màn hình là tận 2.8K cơ mà. Mặt chip nhá là chip H chứ không phải là chip G hay chip U. Đó, nó là chip H luôn. Thế nên là kể cả anh em chơi game cũng được. Nhưng mà có một vấn đề là mình thử chơi game cho con này rồi, cái hiện tượng xảy ra là nó sẽ hơi nóng một chút. Mà không phải là hơi nóng đâu mà nó cực kỳ nóng ấy. Thế nên là game duy nhất mà mình khuyên các bạn chơi trên chiếc máy này thì nó sẽ lên mình điện thoại nhá. Còn ngoài ra thì đừng có chơi game nào khác, bởi vì là em nó sẽ hơi quá tải một chút. Và máy này thì mình thấy nó sẽ phù hợp với chị em phụ nữ, cực kỳ phù hợp luôn ấy. Bởi vì màn hình rồi thì cái thiết kế bên ngoài nó rất là đẹp, và trông nó rất là nữ tính luôn, mềm mại, chẳng có điểm gì mà chê cả. Rồi, sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho các bạn tân sinh viên, hoặc là nói chung là sinh viên. Sản phẩm này thì có lẽ là thiên với anh em con trai nhiều hơn. Chắc chắn luôn, các anh em nghe tên là biết sản phẩm này là nổi tiếng chứ luôn trên mạng rồi. Tên của em nó thì là Lenovo Gaming Legion 5. Nghe quen không? Chắc chắn là biết rồi đúng không? Legion 5 thậm chí là mình đã review rồi. Thì em đeo nó đang hiện tại có mức giá lên quanh tầm khoảng độ 27 đến 28 triệu đồng. Đấy, loanh quanh tầm 28 triệu rưỡi. Thực ra ấy, chiếc laptop này thì nó không chỉ dành cho những bạn mà thích chơi game đâu, mà kể cả anh em làm về những cái phần mềm đồ họa này hoặc là thiết kế, thì rõ ràng là em Lenovo Legion 5 này còn đáp ứng được hết tất cả những cái nhu cầu của bạn. Cấu hình của em nó thì mình lại chọn là cấu hình của Ryzen, bởi vì làm mình thấy là Ryzen nó sẽ phục vụ cái công việc tốt hơn. Chip thì sẽ là Ryzen 5 6600H và xung nhịp sẽ là 3.3 lên tới là 4.5, gồm 6 nhân và 12 luồng này. Bộ nhớ đệm thì sẽ là 16 MB nhá. Tốt hơn hẳn hai con bên trên luôn. Cái em gaming này thì có lẽ là anh em cũng quá quen thuộc rồi, chẳng có gì mà chê cả. Cấu hình của nó chắc chắn là sẽ mạnh hơn em bên trên, và đây cũng là một chiếc laptop chú trọng về mặt cấu hình nhiều hơn. Ngoài ra thì nó cũng chẳng có điểm gì để mà chê cả. Làm việc rồi học tập thì thoải mái. Và SSD của em nó thì cũng sẽ là 512GB. Ngoài ra thì anh em được trang bị thêm một cạc đồ họa rời là RTX 30606GB. Thực ra thì RTX 30606GB đến thời điểm hiện tại có phải là mới hay không? Thì không nhá, bởi vì là chúng ta đã có 4000 series rồi, sắp tới còn là 5000 series cơ. Nhưng mà 30606 hiện tại nó vẫn rất tốt, và đặc biệt là với nhu cầu của học sinh sinh viên thì mình nghĩ là đáp ứng được tốt tất cả luôn mọi nhu cầu, kể cả anh em học kiến trúc, anh em học đồ họa, các thứ cần project để mà làm thì đây là một chiếc laptop có thể đáp ứng được tốt những cái nhu cầu đấy của anh em và không hề gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Ngoài ra thì với cái màn hình là kích thước lên tới là 15.6 inch, cũng rất là to. Màn hình này thì hỗ trợ độ phân giải tối đa là 2560 x 1440 pixel nhá. Độ phủ màu của em nó thì rất tuyệt vời, và rất tuyệt vời đối với những bạn học kiến trúc luôn. 100% sRGB được chưa? Sắc nét và hiển thị chuẩn xác nó cực kỳ cao luôn. Ngoài ra thì tần số quét của màn hình cũng là 165Hz nhá. Thế nên là anh em mà sử dụng một số phần mềm ví dụ như là Adobe Set Go này, rồi thì anh em sử dụng Premiere, Valorant chẳng hạn, thì đây sẽ là một cái màn hình support cực kỳ tốt cho anh em luôn. Và mình đã test qua rồi thì với cái màn hình này chơi game rất là mượt, và đặc biệt nhá, CS2 này của tôi thì Valorant rồi thì những cái game esports thời điểm hiện tại có lẽ là không phải là đối thủ của em nó. Mức FPS cho ra thì loanh quanh tầm 2 đến 300 FPS luôn, chẳng có gì để mà chê luôn. Và đặc biệt là đây cũng là một màn hình mà được trang bị tấm nền là IPS, thế nên là góc nhìn của nó cũng lên tới là 178 độ để cho anh em có thể thoải mái hơn. Có một cái điểm yếu duy nhất của em nó chính là về phần tản nhiệt chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Ngoài ra thì cái cân nặng của em nó cũng sẽ nặng hơn hai em bên trên một chút, bởi vì anh em biết rồi mà, một chiếc laptop gaming thì bao giờ nó cũng phải đánh đổi là như vậy. Chắc chắn là nó sẽ phải nặng hơn rồi, nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình tuyệt vời hơn, một cái màn hình có thể nói là gần như là hoàn hảo so với hai em bên trên. Vẫn thua Yoga Slim 7 một chút ở cái phần phân giải, bởi vì là cái độ phân giải của Lenovo Yoga Slim 7 nó lên tới là 2.8K cơ, nhưng mà em này thì chỉ là Full HD thôi. Nếu bù lại thì chúng ta lại có 100% sRGB, rất là tuyệt vời đúng không? Và với cái mức giá như này thì mình đánh giá là nó không cao đâu, mặc dù là nó lên tới là gần 30 triệu đồng đấy. Nhưng mà anh em nghĩ xem, chúng ta sử dụng lâu dài thì mình nghĩ là thậm chí là sau khi ra trường nhá, anh em dùng chiếc máy này để đi làm thì nó vẫn hoàn toàn có thể phục vụ được mục đích của anh em. Thế nên là tốt nhất là mình nghĩ là bỏ một số tiền lớn ra mua một chiếc máy và chúng ta sử dụng lâu dài thì nó sẽ hợp lý và tuyệt vời hơn. Và đó là toàn bộ những gì mà mình muốn góp ý cho anh em. Nếu như anh em muốn mua một chiếc laptop Lenovo để mà làm nhưng mà lại không phân vân, không biết là nên mua chiếc laptop nào trong khi thị trường thì nó đang có rất là nhiều rồi, thì đây sẽ là 3 mẫu laptop cực kỳ tốt đến từ nhà Lenovo mà anh em có thể tham khảo. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip lần sau.